Hello anh em nha. Nay mình sẽ bán cho anh em hai con xe giá rẻ. Xe nào cũng giấy tờ sang tên hết á. Hai con giá rẻ. Thì con này là của mình. Con này là của bạn mình. Con này á, là bạn mình đã làm bên mình nha, thay cụm bơm xăng mới nè, bảo dưỡng, thay buji đồ, làm lại điện hết, thay bình đàng hoàng. Thì con này hôm kỳ á, mình có quay cho anh em á, anh em cũng không quá rõ về con này. Thì bây giờ bạn mình bán xe này là xe hải quan. Thật sự á, là nó không có được long lanh, nhưng mà nó được làm lại ở cái sự tiêu chuẩn, nó chuẩn rồi. Xe này về anh em muốn ngon lành thay cặp vỏ nữa thôi ha. Xe đang chạy rất là ok, thay cặp vỏ nữa là được rồi. Thì giá xe này thì bạn mình đang bán là 168 triệu á. Con này là Triumph Daytona 675 bản R. Bản R thì phục trước sau ô lìn đó nè, theo Rambo à. Đó. Máy móc là khỏi chê, với điện anh em yên tâm nha. Tại vì máy với điện xe này là mình làm, cho nên á, máy với điện rất là chuẩn. Sạc sung cũng vậy, sạc là đi sạc đời cao rồi. Đó, đi bình top line rồi. Cho nên là không có sợ trục chặt nằm đường giống như trước đây nữa. Thay cụm bơm xăng mới luôn, nguyên một cụm mới luôn. Cho nên là mấy cái về vấn đề mà về chạy, về cái hiệu năng của nó là anh em yên tâm. Một số vấn đề nó cũ giống như là vỏ xe rồi về anh em phải thay thôi. Đó là cái hiển nhiên rồi. Nếu mà anh em ngon hơn, anh em thêm thay xem sinh trong dĩa. Xe này là có quýt ship zin theo xe luôn nha. Mình đã làm lại cực kỳ ổn định và cái xe này rất là lực. Tại xe này thay máy nên nó lực lắm. Cái tiếng đặc trưng của cái dòng Triumph là tiếng e, nó giống như CB400. Lực xe, mấy xe nào bên mình cũng bắt file hết, cực kỳ lực luôn. Thì xe này mình cũng không có gì để nói. Cái tình trạng là ổn định về điện và máy ha. Xe này là được máy đời cao rồi và làm điện lại chuẩn chỉ hết, chỉ có dàn ngoài đó là nó như vậy. Đó là do chủ xe đã độ cái dàn đuôi, thì mình không thể nào mà làm lại zin được, thay thế rất là cao. Giờ mình chỉ có là làm lại hiệu năng rồi bán rẻ nó thôi. Thì mình đã làm lại cái hiệu năng cho con xe, về máy móc là chuẩn chỉ, máy rất mới và lực, và điện là câu lại zin từ A tới Z, thay bình, thay sạc. Nói chung là về con xe chạy là không phải suy nghĩ. Và xe này là xe hải quan chính ngạch chứ không phải xe thanh lý hay gì hết. Đó ha. Mua xe này là chạy là tuyệt vời. Với giá 168 triệu thì anh em không có xe nào đồ chơi sẵn nhiều vậy. Có quýt ship zin sẵn luôn, về đồ carbon là theo xe cũng khá nhiều. Đó, máy móc chuẩn chỉ, kiếm đâu ra anh em có giá xe đó đâu. Còn con này nhìn hơi xấu hơn nhà ngoài con này một chút. Tại vì cái con này thì anh em biết đời nó sâu hơn. Con này là 206, còn con này tới 212, 213 lận. Mẫu con này là 22, 23 lận. Cách đây 3 năm trước nó thuộc cái sở hữu của mình á, nó mới gọi là xe cọp. Cọp có nghĩa là cọp cả bên ngoài lẫn bên trong, chạy cực kỳ lanh và đẹp, nguyên zin, nguyên thủy. Chứ không phải là nhìn trên hình là nó đẹp, ở ngoài thấy ghê, không phải anh em. Chỉ qua có 2 năm mấy mà qua những người chủ xài không kỹ thì con xe nó lại biến đổi như vậy, thật sự rất là buồn. Nhưng mà làm lại thì nó lại cao hơn so với giá trị xe rất nhiều. Đó, nhưng mà thà làm full hai là theo kiểu như vậy, giá cả cho nó rẻ chạy. Làm gì có con xe Triumph Daytona trước sau ô lìn carbon heo Rambo như vậy trước sau mà giá nó 168 xe hải quan.
làm đâu ra có. Anh em sợ xe dập, con này không có dập, con này chỉ có dàn ngoài xấu thôi đó, mình nói xấu là ra xấu đó. Con sao nó vậy, nó dễ. Nhưng mà dầu gì đi nữa, nó nếu mà con này để mình chạy chắc hay chạy tour hay là đi chơi với anh em vẫn sang, vẫn đỉnh, đúng không? Máy móc là quá tuyệt vời rồi, dàn điện không trục trặc, không nằm đường nữa, muốn gì nữa. Còn dàn ngoài anh em có thể về build lại theo ý của mình, lên tem hay làm gì đó là chuyện của anh em. Nhưng một set xe như vậy với giấy tờ hải quan thì giá này không có, hứa với anh em luôn. Chỉ cái xác xe như vậy mua được giá mà trăm mấy là chỉ có xe không giấy thôi, còn xe là xe hải quan đó. Người ta không biết cách làm, nó nằm đường đó là chuyện người ta, qua bên mình là chuẩn, là mình nói là chuẩn đó. Tại vì xe mình, chứ nếu mà không xe mình bảo hành cho anh em chạy, còn xe này mình sẽ hỗ trợ cho anh em, đâu có nói đàng hoàng. Xe này là mình bán cho bạn của mình giao lại cho bạn mình, bán ra chỉ có 660 mấy triệu. À, thì á, anh em lên test xe chạy thoải mái ha. Và mình có hỗ trợ anh em hết mình, nhưng mà những cái vấn đề mà mình làm cho xe nè, giống như cụm bơm xăng nè, rồi đường sạc, đường bình, đường điện nè đó. À, có nếu mà có lỗi cái gì á thì mình chịu vậy luôn, cho anh em 3 tháng chơi với anh em vậy luôn đó. Xe này xe của bạn mình, nhưng mà những cái mình làm mình phải có trách nhiệm với nó. Những cái mình làm mình tính tiền người ta là mình phải bảo hành cho người ta thôi, chuyện nhỏ. Nhưng mà xe chuẩn mình mới nói chuẩn, chứ mình không có lợi nhuận gì trên vấn đề này. Còn con xe này, xe này thì mình bán cho anh em là 149 triệu. Xe này thì mình đã có clip mình quay rồi, anh em cũng thấy ok rồi, không có gì để nói. Cặp vỏ S22 mới là bao nhiêu tiền, bố thắng SBS trước sau là bao nhiêu, rồi bao tay, rồi cái gù, rồi trợ lực ha. Đó, rồi xe này cũng bảo dưỡng rồi bên mình hết rồi, mua là chỉ chạy thôi chứ không cần phải làm gì thêm hết. Đó, xe thì hả cũng lực bà cố luôn, anh em thấy nó backfire cỡ đó. Qua giờ mình chưa nổ xe thường á, mình mới vừa nổ máy, mình phải để cho nó nổ đô đai. Còn xe này bạn mình mới chạy lên nó khác ha. Còn xe này phải nổ đô đai tí xíu để mà cho nhớt nó bơm đều lên ha, để vậy cho nó tuổi thọ nó cao. Tối xuống một chút xíu anh em sẽ thấy cái lửa xanh nó ra rất đẹp. Xe thay sên nhông dĩa rồi mọi thứ hết, xe này về chỉ có chạy thôi. Với cái giá này mua về chỉ chạy thì thật sự cũng ra ngoài kiếm xe cũng hơi chua ha. Về cái điều hiệu năng của nó đã làm lại được hết rồi, anh em về đi tem lại cho đẹp. Tại vì xe bên mình á, người ta sao mình để vậy, cái trước sau gì mình không có đầu tư về vấn đề mẫu mã, cái làm đẹp. Tại vì làm đẹp trước sau gì anh em cũng phải về dán tem đồ này nọ, mà mình có làm nữa mình cũng sẽ tốn tiền, anh em cũng không ưng. Thà cái cơ bản nó vậy. Về cái chuẩn của xe thì mình đã làm full hết rồi, và mình bảo hành cho anh em rồi. Còn cái làm đẹp gì anh em tự làm theo ý bản thân, cái đó đối với mình nó không quan trọng, mỗi người một kiểu. Nhưng hiệu năng trên xe phải chuẩn hiệu năm, hiệu năng của chiếc xe chạy mới có sự an toàn ha. Đó, xong xuôi 149 triệu, 168 triệu, hai chiếc xe được chuẩn chỉ về cái service, giấy tờ lại sang tên chính chủ, ký giấy bồ bụp, kiếm đâu ra. Anh em đi mua mấy xe không giấy làm chi, trăm mấy rồi mua xe không giấy làm chi cho nó mất công. Rồi
mình báo với anh em nè, có tệ nhất cũng phải là một chiếc xe thanh lý một chỗ ha. Thanh lý một chỗ ở đây hiện tại bây giờ mà ra 5 số là bắt buộc phải chính chủ ra ký giấy, còn thanh lý một chỗ mà 4 số thì hồi xưa thì nó không có ký giấy được thì không nói, nhưng mà thanh lý một chỗ năm biển 5 số là bắt buộc phải chính chủ ký giấy thì cái xe đó mới là xe thiệt. Nếu mà không phải chính chủ ký giấy đó là xe mẹ bồng con. Nhiều người nói mẹ bồng con bao chạy cà vẹt thiệt. Anh em không hiểu vấn đề mẹ bồng con hay là gì, sẵn ở đây cái clip này mình sẽ tư vấn cho anh em rõ ràng các dạng giấy tờ. Giấy tờ một là thanh lý, hai là hải quan, nó đều sang tên thì mình gộp nó vô một, đó là xe sang tên, là xe hợp pháp. Dù cho số khung xe thanh lý nó có đục đi nữa, đó cũng là do giao thông đục, cơ quan chức năng nhà nước đục đó, và sang tên một cách bình thường đó là xe hợp pháp, không phải tự cá nhân đục. Trường hợp thứ hai đó là xe mẹ bồng con. Mẹ bồng con ở đây á, là cái cà vẹt thật, nhưng cà vẹt đó người ta gọi là phó bản. Phó bản là sao? Có nghĩa là mình ra ngoài cơ quan nhà nước mình cớ mất một cái cà vẹt, xe này tôi đang có cà vẹt à, tôi làm cớ mất đi, thì cơ quan nhà nước sẽ cấp cho anh em một cái cà vẹt mới. Anh em mang cái cà vẹt đó mà đã anh em báo mất á, anh em bán hay cho hay làm gì trên một chiếc xe khác, anh em làm thêm một cái biển số nữa. Biển số do không do cơ quan nhà nước làm, nó là biển số giả ha. Và anh em cầm cái cà vẹt đó làm thêm một cái biển số giả là anh em có một con xe mẹ bồng con. Để hợp thức hóa con xe mẹ bồng con thì anh em phải đục số khung số máy lại theo cái cà vẹt đó. Người ta check gốc biển số lên, nó lên cái đó đúng số khung số máy người ta đi. Nhưng mà hồi xưa thôi anh em, còn bây giờ cảnh sát giao thông cực kỳ, người ta làm ra đồ thiệt thì chắc chắn tất cả đồ giả người ta sẽ biết. Và những năm gần đây, những cái cảnh sát giao thông được ở trên những cái ban ngành mà về cấp phép giám định đồ giả đi, có những cái khóa lớp dạy để nhận biết được đâu là cà vẹt giả, thế nào số khung số máy giả, test sơ qua khi mà cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở ngoài đường, họ đã biết xe anh là xe gì rồi nha. Thì khi mà có một vấn đề nghi hoặc hoặc check ra người ta không xác định được, người ta sẽ giữ cái xe anh về để mang qua một cái bộ phận gọi là cơ quan giám định, cho ra văn bản xe này là xe mẹ bồng con hay như thế nào nào là sẽ bị tịch thu. Và nếu mẹ bồng con sẽ điều tra ra ai là người đục số khung số máy, dính tới trách nhiệm hình sự. Trường hợp thứ ba đó là giấy tờ hợp lệ. Giấy tờ hợp lệ trên xe mô tô, người ta nói anh giấy tờ hợp lệ để anh em chạy. Thật sự người mình rất là bị một cái là tốn tiền không hiệu quả, nhưng chữa một cái bệnh đó là cái bệnh an lòng, an tâm. An tâm thôi. Anh em không hiểu cái giấy tờ hợp lệ là gì? Đó là giấy giả. Làm giấy giả có mộc cơ quan nhà nước lại dính vô cái tội hình sự tiếp. Đó. Làm giấy giả ở đâu làm? Nếu mà dính trong chuyên án thì đó là điều tra tới xương luôn. Anh em dính vô cái xe đó, mất tiền, bị dính tới mất của nè, và mất tiền là dính tới pháp luật nữa. Nên đừng bao giờ chơi xe mẹ bồng con và chơi xe giấy tờ hợp lệ. Đã chơi xe đó là mua xe không giấy luôn. Bên Cam, bên Nhật, bên đâu về đó, không có giấy tờ gì hết. Anh em đi chỉ mất của thôi. Anh em thích con xe đó anh em mua đi. Đây là mình không khuyến nghị khuyến nha. Mình nói nếu mà anh em có thích con xe đó thì anh em chưa đủ điều kiện thì mua bà con xe không giấy, đừng mang cái tờ giấy vô trong người. Mình đi khéo khéo làm sao mình canh địa bàn của mình. Cảnh sát giao thông có địa bàn cảnh sát giao thông thì mình, nhà mình thì mình cũng biết họ đi mấy giờ, mình né giờ họ ra mình đi. Ví dụ vậy, hoặc mình trưng ở trong nhà hay gì vậy, mình nhìn xe cho nó đẹp. Đó là một cái xe nó bị chưa có thuế và nó không đủ điều kiện lưu thông ở trên đường. Thì khi mà mình có bị cảnh sát giao thông bắt phạt thì đó cũng là một cái tài sản không thuế, không đủ điều kiện tham gia lưu thông thì chỉ bị tịch thu thôi, mất của thôi, không bị dính tới pháp luật. Còn anh em mua những cái an tâm trong người là mẹ bồng con với tờ hợp lệ ở đây là đồ giả, dính tới pháp luật. Vậy cái nào nặng hơn?
đó. Mình phân tích để anh em hiểu giấy tờ như thế nào, chứ không phải mình xúi anh em chơi xe không giấy nha, bậy nha, không có. Bên mình cũng không có bán cái xe đó ha. Có bèo nhất là phải thanh lý một chỗ, về mặt đi lưu thông nó là hợp pháp ha. Còn vấn đề hoàn thành thủ tục mà sang tên á, đó là một cái khác nữa. Nó không hoàn thành được thủ tục sang tên nhưng công chứng được ở bên ngoài phòng công chứng là ủy quyền về sử dụng lao thông cầm cố hay gì đó, đóng phạt gì đó, đó là đủ điều kiện tham gia lưu thông trên con xe đó và chịu trách nhiệm khi vi phạm luật giao thông đường bộ thì nó đủ điều kiện, công an không làm gì phạt gì bạn được đó. Mình phân tích để anh em hiểu. Nhiều người có tiền trăm mấy chục triệu đi mua xe không giấy, nó cũng lưng chừng, nếu mà muốn ngon về cũng phải làm đó. Vậy tại sao không mua xe có giấy chạy cho nó đã, về thích lên vàng áo gì lên, đúng không? Xe mình ra mình không có bị bắt đi, không có thập thỏm nhìn trước nhìn sau đó. Còn những anh em mà chơi theo kiểu để chạy sân hay là tua bạo lực hay gì mình không nhắc đến, mình nhắc những cái anh em mới tập chơi, họ chỉ có bao nhiêu đó tiền, họ cái sở thích họ quá lớn và họ không suy nghĩ và họ chưa hiểu về những cái giấy tờ nó như thế nào, thì mình đang tư vấn để cho họ hiểu họ đang làm gì, mắc phải những cái gì. Mình không tư vấn cho những anh em quá rành rồi. Anh em rành rồi đó là cái nhu cầu riêng của anh em biết được anh em sẽ bị gì như thế nào. Để ý mọi người, những cái người mà người ta rành, người ta chơi xe không cần giấy, bao giờ có tờ giấy. Nếu con xe đó xác định chỉ chạy trong sân, trong trường, không có tham gia lưu thông ở ngoài, họ chấp nhận khi mà bị té ngã rồi đó, thì cái giá trị mà họ mất đi nó đỡ hơn là một chiếc xe có giấy tờ, cho nên họ làm vậy. Còn anh em mới chơi, mình nên chắc ăn chắc mặt bền, cái gì cũng phải là tuân thủ luật giao thông, tại vì có ra đường chạy anh em cũng chạy không lại người ta đó, và mình mang cái rủi ro rất là nhiều thứ. Dí mình là mình phải chạy, lỡ ra tai nạn vấn đề gì đó mình hối hận, trách nhiệm hình sự nó dồn lên nhau, dân sự hình sự luôn, rất là mệt mỏi. Khi mà cái xe mà giấy tầm bậy mà dính tới sự cố là va chạm lao thông, rồi kiện cáo, rồi khi mà bị xử trí nó phiền phức lắm. Mình đừng bao giờ dính vô đó, cùng lắm là mất cửa thôi. Đây là riêng cá nhân mình nha, mình cái ý của cá nhân mình thôi, chứ còn mỗi người một ý mình không nói. Mà mình không khuyến những cái này chia sẻ những người mới chơi, họ không bị vấp phải những cái mà họ chưa biết. Chứ còn những anh em chơi xe rành rồi thì giống như mình đang múa rìu quắt mắt thợ, nên là mình từ xưa giờ mình chia sẻ với xe, mình nói là dành cho những cái người mới chơi, anh em chưa có rành, chứ mình chưa bao giờ gọi là đăng clip lên nói dạy này dạy kia, phải không? Mình chia sẻ đó, chứ mình chưa bao giờ dám nói cái từ dạy ở trong này. Cho nên những anh em nếu mà đã quá rành thì cũng phải hiểu được rằng đây là những cái clip nói về cái sự thật, không có nói về một ai hết à. Và cái chia sẻ những cái mà mình đã biết được à, nó có thể là chưa đúng lắm thì anh em góp ý vào, chứ không phải là ý sai. Mình khẳng định nãy giờ mình nói không có sai, có những cái bị thiếu hay chưa đúng lắm thì anh em có thể góp ý để cho một cái cộng đồng người ta chơi xe họ giảm cái rủi ro lại của họ từ về vấn đề pháp lý và chiếc xe đó. Mình muốn như vậy thôi đó, chứ mình không có dạy đời ai hết. Mong anh em xem hiểu ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và ai mua xe xin ủng hộ mình thì á, mình làm việc mua bán hay gì đó đều có ghi lại giấy tờ cam kết sao sao đầy đủ cho anh em. Mọi thắc mắc gì cái cam kết nào cứ ghi trong cái tờ giấy đó, để sau này có thời gian rồi mình tự giải quyết với nhau, khỏi cần nói tới nói lui, không có nói bằng miệng. Làm việc mua bán mọi thứ là có ghi giấy hết, bảo hành sao như thế nào, cần làm gì, anh không làm thì anh phải chịu những gì, rõ ràng ra đó, để mà không có ai phải lúc đó anh không nói này không có kia trách móc à. Cảm ơn mọi người.